2 thì em sẽ làm cái video tiếp theo là con máy này, con máy thứ hai thì em vừa về được 2 con máy. Nếu mà anh em nào có nhu cầu là mua số lượng này em cũng có, nhưng dòng máy này chắc để nói mà mua số lượng thì chắc không có ai mua số lượng. Dòng máy thứ nhất là nó đắt tiền, cái thứ hai là nó cũng kén khách nữa, mã lực con lớn, ít người dùng. Đây là con máy thứ hai nhá. Thì con máy thứ nhất đây, bây giờ em sẽ test đổ quay video để đăng lên kênh bán hàng của em để cho tất cả mọi người cùng biết. Máy cực đẹp luôn nhá anh em nhá. Test con máy này để cho tất cả anh em cùng xem nhá, cùng đánh giá chất lượng nhá. Đối luôn nhé anh em nhá, máy Nhật nó. Dòng máy này mã lục nó lớn, nổ nó tiếng nổ nó khác hẳn những cái máy Mitsubishi C9 các thứ. Nó nổ cứ rầm rầm ấy, nó khỏe. Con này nó có 400 bình thường máy máy Mitsubishi nó chỉ là tầm 380, 390, 360, nhưng con này tận 480 500 anh em. Dòng máy này nổ nó khác hẳn luôn. Thôi. Xin chào tất cả anh em nhé, hẹn gặp lại các anh em ở video tiếp theo.